Xin chào cả nhà nha. Lãm quay trở lại rồi nè. Thì bữa nay Lãm sẽ đọc truyện mới nha. Bữa nay thì Lãm sẽ đọc truyện Lũ Mùa Xuân. Cái truyện này là cái truyện mà hồi lâu trước á, Lãm có hỏi mọi người á. Thì bữa nay Lãm quyết định là Lãm sẽ đọc truyện này. Là truyện Lũ Mùa Xuân, thể loại là hiện đại, sinh tử văn, niên hạ và kết thúc HE. Thì truyện này á, thì nói về Sở Tấn là bạn thủ, nói về bạn thủ là Sở Tấn, được chẩn đoán là bị bệnh nan y. Thì sau khi lúc này á, thì mấy bạn bạn thủ mới thông suốt là mình phải sống vui vui vẻ vẻ là cái chuyện quan trọng nhất. Thế là Sở Tấn bỏ rơi cha nam, là mất mặt đồng nghiệp khó ưa. Rồi còn đánh ông sếp ngu ngốc, còn hay ga dẻ nữa. Ở biệt thự nè, ăn tiệc lớn, rồi đi du lịch xa hoa, ngủ với một anh chàng hàng to xài tốt. Nói chung là làm những thứ mà trước đây Sở Tấn không dám làm, và tiêu xài hết cái số tiền mà tích lũy được. Rồi sau khi làm những việc mà mình muốn làm xong á, thì về và nói chung là dạng giống như là về nằm chờ chết vậy đó. Thì lúc này thì ba của Sở Tấn biết và nói là bây giờ là đi chạy chữa, nói là chạy chữa. Thì nói chung là biết đâu được là sẽ cứu sống được. Thế là đi mới đi đi khám, mà khi đi khám rồi mới phát hiện ra là Sở Tấn chỉ là bị phán đoán nhầm, không phải là bị nan y, nhưng lại phát hiện là mình có thai. Còn về anh Công á, thì là Lận Diễm Trần, là một anh chàng đẹp trai giàu có, hàng to xài tốt. Vì bị Sở Tấn hiểu lầm là Ngu Lan cho nên dây dưa với nhau. Mà Lận Diễm Trần á, thì có tình cảm sâu đậm với lại Sở Tấn. Cho nên là sau khi Sở Tấn bỏ đi á, khi mà nói mình là bị bệnh nan y á, thì Lận Diễm Trần á, đã đi tìm khắp nơi. Và khi tìm được á, thì phát hiện là Sở Tấn có con với mình. Hay là hai người kết hôn. Và sau đó nữa thì nói chung là những cái tình tiết xoay quanh chuyện gia đình, chuyện bạn bè của hai người. Thì cái chuyện này thì nó cũng không có ngược lắm. Nó chỉ hơi hơi một chút khổ sở cái lúc mà Lận Diễm Trần đi tìm Sở Tấn thôi. Còn sau đó thì nó cứ bình bình giống như là cuộc sống hôn nhân bình thường á. Cũng có thăng trầm nhưng mà nó không có quá gọi là ngược. Mà nói chung là Lãm cũng khá là thích thích cái chuyện này. Nó có một chút xíu khó, một chút xíu ngược, và sau đó thì ngọt ngào, cho nên cũng vui. Còn bây giờ thì tụi mình bắt đầu nghe truyện nha. Xin mời tất cả các bạn nghe truyện Lũ Mùa Xuân của tác giả Hàn Thục, giọng đọc Lãm, tập 1. Thứ hai, ngày 24 tháng 12. Trời râm mát, nhiệt độ cao nhất 7 độ, nhiệt độ thấp nhất âm 3 độ, có gió nhẹ. Tạm thời có thể coi như là không khí tốt. Sáng sớm hơn 7 giờ, Sở Tấn đang mua bữa ăn sáng ở cửa hàng bán điểm tâm. Bên người mấy học sinh hi ha ha đùa giỡn. Đồng phục học sinh ăn mặc nhếch nhác, khăn quàng cổ cũng không có mang, gương mặt trẻ tuổi chói lọi. Sở Tấn thật ao ước, cuối tuần này là sinh nhật 30 tuổi của anh. Lúc không hề hay biết, đã qua nhiều năm như vậy, anh đã sớm không còn trẻ nữa rồi. Âu phục mặc ở bên trong chỉnh tề, bên ngoài phủ thêm một chiếc áo khoác thật dày. Như vậy còn cảm thấy lạnh, còn phải dùng khăn quàng cổ quấn kín như là thắt cổ. Anh mua bữa sáng xong, đi tới nhà Quý Thiên Trạch, dâng điểm tâm cho Quý Thiên Trạch. Quý Thiên Trạch lại ghét bỏ nói, tao muốn chính là bánh nhân thịt bò, đây là thịt heo mà, tại sao chỉ như vậy mà cậu cũng mua sai? Nè, trên người của cậu đầy mùi dầu mỡ, thối quá đi, cách xa tao một chút. Tuy rằng ghét bỏ nhưng mà vẫn ăn, vừa ăn vừa nói. Công việc ngày hôm nay của tôi cần dùng Burber Boy đấy, cậu xảy ra chuyện gì, còn chưa làm xong hả? Sở Tấn mệt mỏi gật đầu. Làm xong rồi, tôi tới giảng giải cho anh một chút. Anh thế nào cũng phải hiểu một chút mới trình bày trong hội nghị được. Nói xong, Sở Tấn thất thần, gần đây vẫn luôn thất thần. Anh nhớ tới những học sinh sớm gặp thoáng qua, nhớ không rõ tướng mạo. Ở trong đầu của anh, gương mặt của những học sinh kia như bị nhè đi, sau đó đổi thành gương mặt của anh thời trẻ. Anh nhớ đến năm 16 tuổi, mình thích Quý Thiên Trạch, lúc mình đang học trung học. Từ đó trở đi, anh liền gió mặc gió, mưa mặc mưa, mua bữa sáng cho Quý Thiên Trạch. Người người đều nói anh là chân sai vặt của Quý thiếu gia, nhưng anh không ngại,
vẫn hèn mọn mà thích Quý Thiên Trạch. Khi đó, Quý Thiên Trạch sẽ ôm bờ vai anh rồi nói: "Tiểu Tấn, cậu là người anh em tốt của tôi, có đúng hay không?" Anh đã bị mê đắm đến thần hồn điên đảo, mặt đỏ, tim đập gật đầu. Mười mấy năm trôi qua, bọn họ vẫn là bạn thân nhất. Anh sợ thổ lộ xong rồi, cả bạn bè cũng không thể làm được. Trơ mắt nhìn Quý Thiên Trạch đổi từng người bạn gái, còn phải nhiều lần cười chúc phúc. Quý Thiên Trạch trước khi đi bàn giao với anh: "Ngày hôm nay tan tầm sớm một chút, giúp tôi quét dọn gian phòng. Tuần trước cậu nó có việc, quần áo dơ vẫn không có giặt, sàn nhà cũng phải lau cho sạch sẽ." Sở Tấn do dự nói: "Tôi có việc muốn nói với anh, cuối tuần là sinh nhật tôi." Bầu không khí trở nên cổ quái, Quý Thiên Trạch cũng quay đầu lại, cố ý đổi chủ đề: "Tôi phải đi rồi, có chuyện gì, buổi tối trở lại rồi hẳn nói đi." Không giống như là đang nói chuyện với bạn, mà chỉ giống như là đang nói chuyện với người ở. Sở Tấn không trả lời, Quý Thiên Trạch cũng không chú ý, ngược lại gã đưa ra mệnh lệnh, chứ không phải là thỉnh cầu. Sở Tấn tuyệt đối sẽ nghe theo gã, gã nói cái gì, Sở Tấn đều sẽ làm. Công ty bọn họ vẫn làm việc dù là ngày lễ, đêm Giáng sinh cũng không có nghỉ. Hôm qua xin nghỉ, chồng chất việc bận rộn cả ngày, cho nên Sở Tấn đến công ty trước 25 phút. Sau khi anh tốt nghiệp đại học thì vào làm việc ở công ty này, làm 7 năm, anh thông minh nghiêm túc, lại giỏi nhận nhịn, mọi thứ đều ổn. 2-3 năm lại nhảy một bậc, tổng giám đốc tiền nhiệm cực kỳ thưởng thức anh, trước khi điều đi còn định đề bạt anh. Mọi người giật mình, lẽ nào Sở Tấn sắp trở thành tổng giám của công ty con? Không ngờ đột nhiên từ trên trời rơi xuống một tên con ông cháu cha đè trên đầu anh, một trang hãn học, con trai út của ông chủ tổng công ty, năm nay mới 22 tuổi, vừa mới tốt nghiệp đại học. Vì vậy Sở Tấn khuất phục làm phó tổng, nhưng anh cũng không buồn bực, đã quen thuộc từ lâu. Hơn nữa sư phụ cố ý giữ anh lại đây để anh có cơ hội giữ gìn mối quan hệ với tiểu công tử. Đáng tiếc người này không có như tên, vô học, đến muộn về sớm không nói, có lúc còn ở bên ngoài ăn chơi chè chén cả ngày, công ty cũng không thèm tới. Trên làm, dưới làm theo, bầu không khí của công ty cũng không như trước, Sở Tấn nỗ lực đàn áp, cũng chỉ miễn cưỡng duy trì mà thôi. Anh có lòng tốt giáo dục tiểu công tử, còn bị chê phiền. Trang hãn học nói năng hùng hồn: "Tôi không làm việc cũng có tiền dùng, vì sao phải trải qua khổ cực như vậy?" Sở Tấn không nói, sau khi anh hỏi thăm mới biết Trang hãn học từ nhỏ đã cứng đầu. Trước đó anh xem lý lịch của Trang hãn học đẹp đẽ, còn tốt nghiệp trường nổi tiếng, học lực cao hơn anh. Trang gia có 3 đứa con, hắn là con út phía trên, còn có anh và chị đều là tinh anh. Chỉ có hắn học violon cũng có thể sử dụng đàn, đuổi đánh thầy ra khỏi nhà. Bằng tốt nghiệp đại học đổi được nhờ ba mình quyên tặng cho trường một khu nhà học. Trải qua nửa năm mệt mỏi, nhưng anh một ngày không ở, công ty sẽ rối loạn. Nghe nói ngày hôm qua Trang tiểu công tử dứt khoát không tới. Sở Tấn kiểm tra lại một lần nữa những công việc ngày hôm qua. Một thực tập sinh mới vào công ty xảy ra một chút sơ suất, thiếu chút nữa đã gây thành đại họa. May mà bị anh phát hiện sớm. Sở Tấn gọi người vào văn phòng phê bình. Sở Tấn tướng mạo nhu hòa, da vẻ trắng nõn, khóe mắt dương lên, mang một bộ kính mắt kim loại nhỏ nhắn, khí chất lãnh liệt. Anh tự nhận là mình chưa nói câu nào nặng lời, đã làm thực tập sinh kia sợ tới mức khóc. Sở Tấn không nhẹ dạ, nhớ lâu sau này mới có thể không phạm sai lầm, là vì tốt cho cậu ta. Buổi trưa nhân viên đều đang dùng cơm, Sở Tấn còn tăng ca, quyết định làm xong công việc trong tay sẽ rời đi. Anh đã quyết định từ chức nên muốn xử lý xong công việc của mình sớm một chút, thời điểm nghỉ việc công ty sẽ không đến nỗi quá hỗn loạn. Điện thoại di động vang lên, là có người đang vào Weibo. Sở Tấn cầm lên vừa nhìn, một câu nói đập vào mí mắt: "Tên bóng già kia thật sự là chuyện bé xé ra to, lòng dạ hẹp hòi. Một sai lầm nhỏ xíu cũng bám riết không tha, dường như không làm như vậy thì không thể hiện được uy phong của ổng." Chỉ là nhìn thấy phút chốc, tin đã bị xóa mất, như là không hề phát sinh. Sở Tấn có chút khổ sở. Tuy rằng không phải lần đầu tiên bị người mắng ở sau lưng như thế này. Đến buổi chiều, Trang hãn học mới khoan thai chậm rãi bước vào cửa lớn của công ty, nhìn thấy Sở Tấn còn chột dạ một chút. Sở Tấn trước đây sẽ gọi điện thoại dục hắn đi làm, không quản đến công ty có làm chính sự hay không, ít nhất cũng phải yên phận ngồi ở ghế tựa trong văn phòng tổng tài. Ngày hôm qua, hắn đi quán bar khiêu vũ, say rượu, ngủ thẳng tới buổi trưa mới tỉnh. Ăn cơm trưa xong,
Suy nghĩ lại sở tấn ngày hôm nay đi làm, lưỡng lự một chút vẫn phải tới công ty. Bản thân cảm thấy đã cho sở tấn mặt mũi. Hắn sợ sở tấn sẽ lôi kéo mình tới trước mặt lải nhải như mẹ kế rằng cần phải cố gắng học tập này nọ. Cha mẹ hắn cũng không muốn cầu, sở tấn thật sự là ở không, thích đi gây chuyện. Sở tấn lại không mắng hắn, Trang Hãn Ngọc lo sợ bất an. Mắng hắn làm cái gì, sở tấn bỗng nhiên nhục chí, nói không chừng sau lưng cũng đang mắng anh là bóng già. Một mảnh lòng tốt bị chó gặm. Trang Hãn Ngọc thấy sở tấn chuyên tâm vùi đầu làm việc, được vôi đầu tiên, lén lén lúc lúc giao nhiệm vụ đơn giản là phê duyệt con dấu ký tên cho sở tấn luôn. Văn kiện như núi chuyển tới trên bàn sở tấn. Sở tấn lạnh lùng liếc mắt một cái, Trang Hãn Ngọc ấn Thái Dương đỡ bàn bắt đầu giả bộ bệnh. Tao tối hôm qua uống quá nhiều rượu, đau đầu quá, hôm nay mang bệnh còn kiên trì đi làm, đáng giá khích lệ, anh giúp tôi một nửa, chỉ một nửa thôi, nếu sợ không làm được, thì 1/3. Sở tấn nói, cậu cho là mình đang đi chợ thực phẩm mua thức ăn sao, còn trả giá. Trang Hãn Ngọc miệng ngược lại rất ngọt, còn không biết xấu hổ nói, tôi là tên rác rưởi mà, còn phải nhờ anh sở giúp đỡ. Sở tấn chợt cảm thấy lòng rã rời, công việc quá nhiều dẫn đến tan tầm quá muộn, đến nhà của Quý Thiên Trạch cũng khá trễ. Quý Thiên Trạch mặt lạnh soi mói anh, bận rộn như vậy, nếu không thể tới đúng giờ thì nói sớm với tôi một chút, hại tôi chờ cậu. Cậu gần đây bị cái gì vậy, cứ luôn thất thần, sáng sớm cũng đến không đúng giờ, còn phần ba bôi cũng làm không tốt, ngày hôm nay làm tôi thua bởi cái tên đồng nghiệp đáng ghét đó. Tôi đang nói chuyện với cậu đó, cậu có nghe thấy không? Sở tấn. Trước đây sở tấn hỏi gã, nếu lười làm cơm vì sao không mua thức ăn ngoài, không muốn làm việc nhà thì dứt khoát mời người giúp việc đi. Quý Thiên Trạch nói, thức ăn mua ở ngoài không ngon bằng của cậu làm, thật sự chán ngấy. Người làm tay chân không sạch sẽ, không tìm mới tốt, cũng không như cậu. Tiểu sở, cậu tốt với tôi nhất. Thật giống như anh không thể thiếu trong sinh mệnh của gã. Sở tấn còn chưa ăn cơm đã chạy đến nhà gã, vốn mệt mỏi muốn chết, đói bụng đến mức đầu chóng mắt hoa mà còn bị mắng. Nhìn gương mặt thối của Quý Thiên Trạch, lại bị gã nhục mạ, rồi nghĩ tới ngày hôm nay ở công ty gặp phải nhiều chuyện phiền lòng, bỗng nhiên nở nụ cười. Anh phát hiện mình xác thật rất tiện, thật là nực cười. Quý Thiên Trạch cao mày, cậu cười cái gì chứ? Sở tấn nói, cười chính tôi, bị anh gọi liền tới, đuổi đi liền đi, nhiều năm như vậy rồi, hiện tại mới tỉnh. Quý Thiên Trạch có chút hoảng hốt. Sở tấn, cậu nói cái gì? Sở tấn quá mệt mỏi, ngay cả nói cũng không muốn nói với gã, quay đầu bước đi. Quý Thiên Trạch kéo anh, cậu nói cho rõ ràng xem là có ý gì? Đã bao nhiêu tuổi rồi, đừng có tức giận lung tung như một đứa trẻ nữa. Sở tấn hất tay của gã ra. Ý tứ chính là, sau này xin ngài tìm một người sai vặt khác, tôi muốn sống cuộc sống của chính mình. Sở tấn đi được nửa đường, quay đầu lại, sau lưng một mảnh đen ngòm, không có một bóng người. Anh tự cười bản thân mình, nói ra lời tàn nhẫn, còn mềm lòng, muốn cho Quý Thiên Trạch một cơ hội cuối cùng. Quý Thiên Trạch không hiếm là anh, dùng danh nghĩa bạn thân giữ chặt anh nhiều năm như vậy, chỉ là vì anh nghe lời, làm chân xe vặt không cần trả tiền công. Sở tấn lái xe, cảm thấy thân thể khó chịu nên dừng xe bên lề đường, dựa vào vô lăng. Từ trong túi lấy ra mấy tờ giấy thật mỏng, đó là giấy khám bệnh ngày hôm qua anh đi bệnh viện kiểm tra. Anh muốn lấy cho Quý Thiên Trạch xem, cũng không tìm được thời cơ, sau này cũng không cần tìm nữa. Bác sĩ báo cho anh mắc bệnh nan y, chỉ sống được khoảng hơn nửa năm. Nếu cố gắng phối hợp điều trị, may ra có thể vô cùng đáng thương mà kéo dài hơi tàn thêm được một năm. Sở tấn nắm chặt tờ giấy phán quyết tử hình cho số mệnh của mình, móng tay xuyên qua mặt giấy, đâm vào lòng bàn tay, đau đớn làm anh đột ngột cười rộ lên. Coi như anh chết đi, trái đất cũng chuyển động như bình thường. Trên đời dân chúng bình thường như anh đâu chỉ có vài nghìn, chết rồi cũng không sao. Anh muốn nói với Quý Thiên Trạch, có thể Quý Thiên Trạch cũng không biết anh đi bệnh viện. Hết lần này tới lần khác, anh muốn nói cùng Quý Thiên Trạch. Quý Thiên Trạch cả phản ứng cũng không có phản ứng với anh. Anh muốn xử lý công việc ở công ty tới mới nghỉ việc. Có thể cấp dưới ở sau lưng mắng anh, ông chủ mượn cơ hội lười biếng. Thật sự cần anh sao? Anh biến mất, công ty cũng sẽ không đóng cửa ngày hôm đó. Về phần cha mẹ,
bởi vì Come Out đã sớm đoạn tuyệt quan hệ. Anh đã 5 năm rồi không có trở về nhà, là anh quá tự luyến, quá xem trọng mình. Trên đời này, căn bản không có người quan tâm anh sống chết. Anh sống 29 năm, sống lung ta lung tung như một kẻ ngu si. Hiện tại sắp chết rồi, mới nghĩ tới muốn sống vì chính mình. Sở Tấn sáng ngày hôm sau gọi điện thoại cho Trang Hãn Học. Mọi ngày hôm nay cần phải chuẩn bị thời gian để đến công ty. Trang Hãn Học ngáp một cái thuận miệng đáp lại, nhưng kết quả vẫn đến mùng 1 giờ. Mới vừa ngồi xuống, Sở Tấn đã tiến vào tìm hắn. Trang Hãn Học cho là sẽ bị mắng, lập tức bày ra thái độ cợt nhã, dự định lừa dối cho qua ải. Sở Tấn không nói một lời, trịnh trọng đưa lên một phong thư chỉnh tề. Trang Hãn Học không rõ vì sao, nhận lấy, mở ra, thấy bốn chữ to tướng đập vào mi mắt, nhìn thấy mà giật mình. Đơn xin từ chức. Hắn không cười được, sợ đến thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên. Trang Hãn Học đương nhiên không đồng ý. Anh Sở, anh đừng làm tôi sợ. Sở Tấn kiên định nói, tôi đang nghiêm túc. Trang Hãn Học cùng Sở Tấn ở chung hơn nửa năm, biết rõ tính cách của Sở Tấn. Cần lao, nghiêm chỉnh như là người đời trước, nghiêm túc thận trọng, sẽ không lấy chuyện từ chức ra đùa giỡn. Sở Tấn còn nói, ngày hôm nay tôi cũng không chuẩn bị công tác. Trong ngày hôm nay, hãy trả lời ý kiến. Cảm ơn. Trang Hãn Học không thể bàn luận nói. Đến tháng sau là có thể lấy tiền thưởng cuối năm. Anh không muốn, anh đột nhiên từ chức như vậy, cả tiền nghỉ việc cũng không lấy được. Sở Tấn chết lặng nói, không cần, có tiền cũng không mua được mạng. Trang Hãn Học rối rắm. Đột ngột như vậy, coi như tôi lập tức tìm người thay anh, chuyển giao công việc cũng mất ít nhất một tháng. Sở Tấn nói, tại sao cậu không thể tự mình làm? Trang Hãn Học suy sụp tinh thần khổ não. Tôi không có học thức, tôi không được. Sở Tấn nhìn dáng dấp kia của hắn lại căm tức, tặng cho hắn một câu trung ngôn, dường như trào phúng. Tiểu Trang, cậu chẳng hề dốt nát, cậu chỉ là không thích dụng tâm. Cậu thỉnh thoảng nguyện ý nghe tôi dạy, học một lần sẽ biết. Cậu không cần phải tự hạ thấp chính mình, cậu rất thông minh. Trang Hãn Học sững sờ một hồi. Sở Tấn bổ sung, là tôi lắm miệng, có khi sẽ có người nguyện ý giúp cậu chạy việc. Trang Hãn Học sững sờ, Sở Tấn vứt lại cục diện hỗn loạn rồi bỏ đi. Đây là lần đầu tiên trong đời anh không có lòng trách nhiệm như thế. Anh sinh ra ở trong một gia đình bậc trung, không giàu có, cũng không túng quẫn. Anh là con trai, cha mẹ từ nhỏ giáo dục anh phải biết chịu đựng gian khổ, cần lao độc lập. Chưa tới 10 tuổi, anh đã dám tự bắt xe buýt đi học, thư pháp đoan chính, bài tập không dám lười biếng. Thầy giáo đều nói rất ít khi nhìn thấy một đứa nhỏ nào ngoan như vậy. Khi ở trường không phải làm lớp trưởng thì chính là lớp phó học tập. Sở Tấn tới, thời điểm anh 24 tuổi, cha mẹ nhiều lần tìm người coi mắt. Anh không muốn lừa dối con gái nhà người ta, tìm hết mọi cách để mà từ chối. Cuối cùng, đành phải thẳng thắn thừa nhận xu hướng tính dục. Sau đó một hồi đại chiến gia đình, mẹ nói, mẹ còn từng khoe với người ta, con ngoan từ nhỏ tới lớn, chưa bao giờ có kỳ phản nghịch, hóa ra chỉ là tới muộn. Sở Tấn cảm thấy chuyện đó mà là kỳ phản nghịch gì chứ, anh cảm thấy chính mình hiện tại mới vào thời kỳ phản nghịch đây. Anh sắp chết rồi, dù đi theo khuôn phép cũ cũng sẽ chết thôi. Dựa vào cái gì mà muốn anh phải ôm nhu tha thứ, nhẫn nhịn người khác? Sở Tấn nhớ chính mình từng xem qua một vở kịch ngắn. Nhân viên dò hỏi ông chủ tại sao không tăng tiền lương. Ông chủ nói, cậu không thể ham tiền như vậy, lẽ nào cậu đi làm chỉ vì tiền hay sao? Cậu hãy nhớ lại giấc mơ của mình. Nhân viên trả lời, giấc mơ của tôi là không cần đi làm. Trong chớp mắt, Sở Tấn cảm thấy chính mình có thể lý giải Trang Hãn Học. Anh khổ sở nhiều năm như vậy, tích góp dành dụm một khoản cũng không đủ mua một cái đồng hồ trên tay của Trang Hãn Học. Thiệt thòi anh còn kiêu ngạo như vậy xem thường Trang Hãn Học. Anh có tư cách gì mà giáo huấn Trang Hãn Học đây? Sở Tấn đập đơn từ chức lên bàn của Trang Hãn Học xong, anh đi từ phòng làm việc của mình, thu dọn đồ đạc. Anh không quan tâm Trang Hãn Học có đồng ý hay không. Ngược lại, anh không muốn làm nữa. Sở Tấn tùy tiện tìm một thùng giấy đựng mấy đồ đạc riêng tư của mình, chỉ xếp vào nửa thùng, ôm ra khỏi văn phòng. Căn phòng làm việc chia ra từng ô vuông yên tĩnh, đến nghe được cả tiếng kim rơi. Các nhân viên đều đứng lên, nhìn chăm chú anh, dọa cho Sở Tấn sợ hết hồn, ngừng nửa bước. Cấp dưới anh thích nhất trong công ty, cô gái gọi Đoàn Hiểu Trân ngăn cản anh, nước mắt lưng tròng nói, sư phụ, sao anh lại đột nhiên muốn đi? Sở Tấn không muốn nói với người ta là bởi vì mình mắc bệnh nan y, anh chán ghét bị người ta thương hại.
im lặng trong chốc lát, ngữ khí ôn hòa một chút nói, sau này em cẩn thận nhiều hơn, anh đi rồi, không ai giúp em chắn rượu. Em xinh đẹp như vậy, muốn học người xấu lá mặt lá trái, cần phải bảo vệ tốt bản thân. Đặc biệt là ông chủ Vương kia, tình nguyện đắc tội ông ta cũng đừng đi xã giao với ổng. Ổng chính là tên lão già khốn kiếp. Đoàn Hiểu Trân là học trò mà anh chỉ dẫn 3 năm, rất tin cậy anh. Vẻ mặt có biểu cảm, dù anh có đổi nghề thì có thể dẫn em đi theo hay không, là cấp dưới trung thành nhất của Sở Tấn. Trang Hãn Học đứng bên cạnh như cho con nhìn anh. Sở Tấn đẩy Đoàn Hiểu Trân lên trước mặt Trang Hãn Học nói, ông chủ, tôi đi rồi, cậu có thể để cho Hiểu Trân thay vị trí của tôi. Cô ấy rất có khả năng, ngoại trừ tủ lượng không tốt, cậu phải giúp đỡ thêm. Đoàn Hiểu Trân bị hù dọa, không dám nói lời nào. Sở Tấn lại điểm danh. Còn có Mậu Tuấn Kiệt bên kia nữa. Một chàng trai đứng lên, cho là Sở Tấn muốn khích lệ mình. Sở Tấn nói, cậu ta làm việc sai phạm hết lần này tới lần khác, dạy mãi không sửa. Ở sau lưng, mắng tôi không cẩn thận trượt tay còn gỡ cho tôi, làm việc quá không nghiêm cẩn, tốt nhất sớm ngày sa thải. Sở Tấn sắc bén mà châm chọc. Cho dù cha cậu ta là nhân viên kỳ cựu cũng không nên để người như thế đi vào từ cửa sau. Những người trẻ tuổi khác sẽ học theo răm rắp, làm hỏng toàn bộ công ty. Trang Hãn Học lúng túng cực độ, nghe lời này không biết là đang mắng ai, hắn cũng dựa vào cha mình. Vẻ mặt của Mậu Tuấn Kiệt lúc đỏ lúc trắng, Sở Tấn chém một đao, lại khen cậu ta một câu. Không phải cậu sau lưng nói với người ta, to lòng dạ chật hẹp sao, cậu nói không sai. Sở Tấn quả thật muốn cười, thật sự là vui sướng. Chẳng trách trên thế giới có nhiều người không lễ phép như vậy, mắng người thật sự là vui quá đi. Đợi thành trước đây, anh nhất định phải kiêng kỵ đến mặt mũi của đồng nghiệp lớn tuổi, phải kiêng kỵ tự tôn của người trẻ tuổi. Kiêng kỵ này, kiêng kỵ kia, mạnh mẽ là mình nghẹn ra bệnh. Anh lấy lớn ép nhỏ thì đã làm sao, bắt nạt nhỏ thật thú vị. Hơn nữa, ngoài trừ Đoàn Hiệu Trân, nhân viên công ty cũng không phải là không có ai yêu thích anh. Còn có rất nhiều người không muốn anh đi. Sở Tấn cảm thấy rất có mặt mũi. Quá ra anh làm người cũng không quá mức thất bại. Tâm trạng của Sở Tấn hiện tại rất kích động. Tối hôm qua, anh đã suy nghĩ cả một đêm, đem tiền gửi trong ngân hàng 30 vạn của mình ra tính. Ngoại trừ còn 1 triệu rưỡi tiền nhà còn chưa trả xong, cũng còn dư lại hơn 1 triệu tiền mặt. Anh rất tiết kiệm, trước kia dành tiền là mong muốn sau này có thể cùng chung sống với Quý Thiên Trạch, hai người không có con vì dự định tương lai dưỡng già, phải làm việc cho giỏi, nỗ lực tích góp. Số tiền này không đủ chữa bệnh, còn phải bán nhà, tiêu hết khoản để dành. Nhận hết thống khổ, tỷ lệ sống sót vẫn rất thấp, như vậy có ý nghĩa sao? Sở Tấn cảm thấy không hề. Tối hôm qua, Sở Tấn còn xem lại bộ phim The Whitley. Vai chính trong phim mắc bệnh nan y không sống được bao lâu nữa nói thế này. Mắc tiểu thì đừng có nhịn, cứng rồi thì thượng, muốn đánh sấm thì phải thả. Lời nói bừa nhưng cũng rất là có lý. Sở Tấn thấy cảm động lây, anh sống mệt mỏi như vậy, từng tuổi này rồi, có được cái gì đâu. Nếu cho anh trước khi chết một giây, để tay lên ngực tự hỏi rằng đời này sống có vui không, anh có thể nói là mình sống vui sao? Không. Không hề vui vẻ một chút nào. Bây giờ anh muốn đi tìm niềm vui cho chính mình. Sở Tấn ở trên đường trực tiếp đến ngân hàng. Ngày hôm qua đã hẹn trước rồi. Anh lấy hết tất cả 30 vạn tiền mặt trong thẻ ngân hàng ra, chứa đầy một bao nhỏ, mang về nhà. Rút ra làm gì? Rút ra điếm chơi. Chờ anh sửa sang lại hành lý, ngày mai anh sẽ lấy ra xài. Muốn đi chơi chỗ nào thì tới chỗ đó mà chơi. Tối hôm nay anh còn chuẩn bị đi ăn một bữa tiệc lớn. Sở Tấn còn chưa có ra cửa đã có người tìm tới nhà, là Trang Hãn Học. Hắn nghiêm mặt đến van cầu Sở Tấn. Anh Sở, là em mắt chó không biết lòng người tốt, chọc anh tức giận, giận tới mức từ chức. Em nghiêm túc xin lỗi anh, sau này em sẽ không đến muộn nữa, em sẽ nỗ lực học tập. Em còn cần anh dạy dỗ, chỉ có anh là thật tâm đối tốt với em, công ty không có anh là không được. Sở Tấn về mặt lạnh lùng đóng cửa. Trang Hãn Học khóc lóc van nài chen vào trong nhà. Anh, chúng ta nói chuyện rõ ràng đi. Trang Hãn Học dáng người cao lớn, lại thích đánh tennis, một thân sức lực trâu bò. Khí lực của Sở Tấn không sánh bằng hắn, bị hắn chen vào cửa. Sở Tấn thở hồng hộc nhìn hắn chằm chằm. Liên quan gì đến tôi cần gì phải quản. Công ty có bể nợ, mẹ nó, cũng đâu có quan hệ gì tới tôi. Trang Hãn Học trợn mắt hoác mồm.
Anh nói tục. Sở Tấn hừ hừ nói. Không phải cũng mỗi ngày đều nói sao? Trang Hãn Học như là chuyện đương nhiên. Em là một tên khốn nạn nên có thể nói. Anh sao có thể nói? Anh nói tục sẽ phá hoại hình tượng. Sở Tấn bị chọc cười. Tôi thì có hình tượng gì chứ? Trang Hãn Học ân cần khen tặng anh. Anh ở trong lòng em là Bồ Tát sống, cứu khổ cứu nạn, công đức vô lượng. Thật sự, anh à, em không có anh không được. Sở Tấn cười nói. Tôi làm việc nhiều năm như vậy mới hiểu được một câu chân lý. Trang Hãn Học nghiêng tai cung kính mà nghe. Câu gì? Sở Tấn nói. Không có bất kỳ công việc gì, chức vị nào là không thể thay thế. Ông chủ giữ lại anh, chỉ là bởi vì anh là người thích hợp nhất. Trang Hãn Học lấy ra sức lực vô lại ở thời điểm trước đây, từ chối đọc sách, làm tức chết thầy giáo, liều chết không chịu đi. Vờ đáng thương để Sở Tấn nguyện ý trở về công ty làm việc, ân thận chỗ tốt các loại. Đến cùng, tại sao anh lại từ chức? Giờ em tăng lương cho anh vẫn không được sao? Một năm thêm 20 vạn, không phải 30 vạn, 40 vạn cũng được. Em đưa chiếc Mercedes của em cho anh luôn. Hai người đang lằng nhằng, lại có thêm một vị nam sĩ gia nhập trò khôi hài. Quý Thiên Trạch mặt mày tối sầm đứng ở cửa, trong tay cầm hộp quà, tức giận phát run. Được, tốt lắm. Sở Tấn, bản thân tôi còn ngẫm lại là tôi đã làm sai chỗ nào, thì ra là cậu đã tìm được người mới. Trong cơn hốt hoảng, Sở Tấn phảng phất nhìn thấy thiếu niên Quý Thiên Trạch mười mấy năm trước. Khi đó gã cũng đứng ở cửa như vậy rồi nói với anh, Tiểu Tấn, chúng ta về nhà đi. Sở Tấn nhớ ngày hôm qua gặp phải nhóm học sinh cao trung. Các thiếu niên không buồn không lo, sạch sẽ như một tờ giấy. Có lẽ anh cũng đã từng như vậy. Dần trái tim mình đến trước mặt Quý Thiên Trạch, bị chà đạp mọi cách, trở nên dơ bẩn không chịu nổi. Cho dù bị đạp lên mấy đạp cũng không xấu hổ, chẳng cần che chở. Còn Quý Thiên Trạch đã thành một bộ dạng khác, trở nên lỗi đời khôn khéo, mặt dày đáng ghét. Sở Tấn rất mờ mịt, anh trước đây lại yêu người này sao? Người đàn ông này ích kỷ cay nghiệt, tình yêu ngốc nghếch không oán không tiếc bỏ ra 10 năm thanh xuân, còn không cầu mong đáp lại. Trên đời này, còn có người nào ngu xuẩn như anh sao? Trang Hãn Học kỳ thật có nghe một ít về cuộc sống riêng của Sở Tấn, đồn đại rất nhiều, đều rất khó nghe. Đàn ông gần 30 tuổi, cuộc sống riêng có thể sạch sẽ sao? Chưa bao giờ bính phụ nữ, thậm chí đồng nghiệp nữ lấy lòng anh, đều thờ ơ không động lòng. Đều là đàn ông, trên đời nào có liễu hỏa hệ? Không phải có bệnh liệt dương thì chính là gay. Trong đầu Trang Hãn Học đột nhiên bừng tỉnh, nhanh chóng thả tay đang ôm Sở Tấn. Hắn tuy rằng công tử bột, nhưng cũng không muốn làm tiểu tam xen giữa một cặp gay, liên tục phủ nhận. Tiên sinh, anh hiểu lầm rồi, tôi chỉ là ông chủ của Sở Tấn. Anh đột nhiên từ chức, tôi rất khổ não nên van cầu anh ở lại. Sở Tấn cảm thấy thật hoang đường, tại sao phải nói chuyện đó với Quý Thiên Trạch? Dường như họ Quý chính là bạn trai anh vậy. Sở Tấn lấy lại tinh thần, nhìn về phía Trang Hãn Học, nói với hắn. Giải thích với anh ta làm cái gì? Quý Thiên Trạch thế mới biết chính mình hiểu lầm Sở Tấn, không được tự nhiên nói. Cậu không thể nói chuyện đàng hoàng sao? Tôi hiểu lầm cậu là tôi không tốt, ngữ khí cậu dễ nghe chút, tôi cũng không đến nỗi sai. Sở Tấn lạnh mặt đáp trả. Coi như tôi thật sự yêu đương với người khác thì có liên quan gì tới anh? Chúng ta trước đây cũng chỉ là bạn, hiện tại các bạn bè cũng không phải. Anh dựa vào cái gì mà quản tôi? Quý Thiên Trạch bị Sở Tấn chọt đúng chỗ đau, gã từ lâu quen với một Sở Tấn dịu ngoan. Bây giờ Sở Tấn như một người khác nhập. Người đây là gai nhọn, ai muốn chạm vào anh cần phải quấn lại bàn tay đầy máu tươi. Trên đời, hai người ở chung đều là người cứng ta mềm, người mềm ta cứng. Sở Tấn cứng rắn như vậy, Quý Thiên Trạch liền mềm giọng. Tôi có lòng tốt, cậu cần gì phải như vậy, tôi chỉ là muốn nói câu xin lỗi. Ai cho cậu lằng nhằng với người khác chứ? Gã không phải là không biết Sở Tấn yêu thích mình, nhưng gã là thẳng nam, gã làm sao có thể tiếp thu Sở Tấn. Nhưng Sở Tấn yêu thích người khác, gã cũng không thể nào mà tiếp thu được. Đây là chuyện hoang đường nhất trên đời. Sở Tấn đột nhiên lửa giận bốc cao. Tôi cần lòng tốt của anh sao? Anh chừng nào thì biết lo lắng cho tôi. Hiện tại anh lại nói với tôi những lời này. Thân thể anh không thoải mái, không phải mới ngày một ngày hai. Quý Thiên Trạch không quan tâm tới một câu. Anh chạy tới bệnh viện làm kiểm tra mấy lần. Quý Thiên Trạch chưa bao giờ phát hiện. Chỉ cho là anh tăng ca, án giận anh không rảnh tới làm việc vặt. Còn mẹ nó, còn mặt mũi nó là lo lắng cho mình. Buồn cười,
Thật là quá buồn cười đi. Sợ Tấn chưa bao giờ phát hỏa với gã lớn như vậy, như là thật sự muốn cắt đứt với gã. Quý Thiên Trạch nói, cho nên không phải tôi tới tìm cậu rồi hay sao? Tôi xin lỗi cậu còn không được sao? Sở Tấn nghĩ, nếu ngày hôm qua Quý Thiên Trạch xuống nước với mình, nói không chừng anh đã cười hề hề mà quay đầu lại rồi. Sở Tấn lùi một bước. Quá trễ. Quý Thiên Trạch vô cùng phiền muộn. Sở Tấn còn muốn gã làm gì? Gã được chủ động xin lỗi. Trước đây cho dù có mâu thuẫn, gã hơi hơi chịu thua, Sở Tấn sẽ tha thứ cho gã. Làm sao lại không có hiệu quả? Tại sao vậy chứ? Gã cho là Sở Tấn bị mình nắm gọn trong lòng bàn tay, mặt gã so tròn bóp dẹp, tại sao lại đột nhiên lại phản nghịch? Nhất thời tình thế cấp bách, Quý Thiên Trạch bật thốt lên câu hỏi, cậu không thích tôi nữa sao? Sở Tấn cười lạnh, quá ra anh cũng biết trước đây tôi thích anh, tôi còn tưởng rằng anh muốn giả vờ đến chết đó. Quý Thiên Trạch thật sự không hiểu, đến cùng là cậu giận cái gì? Ngày hôm qua không phải cũng giống như lúc bình thường sao? Cậu không hiểu ra sao đã giận tôi rồi. Gã nói mãi cũng có chút nóng giận, gã không muốn rơi vào thế yếu khi bị Sở Tấn bắt bí. Tôi không giả vờ, tôi chỉ là không nhắc đến mà thôi. Hơn nữa, tôi cũng không cần cậu yêu thích tôi, là cậu đơn phương thích tôi, rồi bỗng nhiên tự ý không thích nữa, còn quay lại trách tôi không thích cậu. Là cậu tự nguyện thích, tôi cũng đâu có ép buộc cậu. Từng chữ đều đâm vào lòng của Sở Tấn. Đúng vậy, là tôi đáng bị coi thường. Sở Tấn nở nụ cười. Trách tôi, anh một chút cũng không có sai. Vậy xin anh, bây giờ giơ chân cao quý, bước ra khỏi cửa nhà tôi, sau này cũng đừng đến nữa. Quý Thiên Trạch không muốn tuyệt giao, nhưng không ăn nói khép nép được, vẫn luôn là Sở Tấn làm gã vui lòng. Gã căn bản không biết phải làm sao để lấy lòng Sở Tấn. Gã bực cả một ngày, ngày hôm nay đi mua quà cho Sở Tấn, đi dạo một vòng khu mua sắm, cũng không biết được Sở Tấn thích cái gì. Chắc là gã đưa tới cái gì thì Sở Tấn cũng thích thôi. Sở Tấn nhìn gã, đáy lòng không một gợn sóng. Anh không có nhiều oán giận, chỉ cảm thấy buồn bực. Đối mặt với sống chết thì yêu hận tình thù là cái gì chứ? Anh đã lãng phí một nửa cuộc đời trên người của Quý Thiên Trạch rồi, chẳng lẽ còn phải tiếp tục nữa hay sao? Quý Thiên Trạch với anh như là một tờ cổ phiếu không có giao dịch. Anh kỳ thật nên sớm bước ra để ngừng thiệt hại. Thế nhưng đầu tư vào quá lâu quá nhiều, cứ mãi do dự, cứ mãi u mê, cuối cùng là thua lỗ. Sở Tấn đuổi gã. Anh còn không đi? Quý Thiên Trạch buồn bực mất tập trung, không thể ứng phó. Sao cậu lại biến thành như vậy? Sở Tấn lạnh lùng vô tình. Tôi không hề thay đổi, tôi vẫn luôn là như vậy. Trước mặt anh, tôi mới phải giả vờ. Mang lên lớp mặt nạ khác, đừng xuất hiện ở trước mặt tôi nữa. Quý Thiên Trạch bị bức đến tức cười. Được, được lắm, cậu nhớ kỹ lời của mình nói. Sở Tấn đáp. Tôi nhớ rất rõ ràng. Một hồi ác chiến, lưỡng bại câu thương. Sở Tấn dở cửa thở dốc, cảm thấy ngực và bụng dưới cơ hồ đau đớn. Một lúc sau nghe thấy tiếng vang kèn kẹt, Sở Tấn quay đầu lại nhìn, thấy Trang Hạng Học đang ngồi ghế sofa, ăn hộp điểm tâm ở trên khay trà, bên trong đã ít đi một nửa. Sở Tấn sửng sốt. Cậu còn chưa đi? Bị Quý Thiên Trạch gây chú ý, quên mất còn có người. Trang Hạng Học cười cười, vỗ vỗ tay, ngượng ngùng nói. Ăn hết khô cả miệng, có nước hay không? Làm phiền gót cho em một ly, tốt nhất là nước dừa. Sở Tấn quát. Cút! Trang Hạng Học ôm chặt cái sofa, chính trực nói. Anh Sở, em nhất định sẽ giúp anh giữ kín bí mật. Sở Tấn gờ xuống kính mắt. Cậu đang uy hiếp tôi sao? Trang Hạng Học lắc lắc đầu liên tục. Không dám, không dám. Nếu anh đồng ý về công ty, em sẽ giới thiệu một người bạn trai tốt cho anh. Sở Tấn tức giận đến bật cười. Cậu cũng mau cút! Trang Hạng Học tiếp tục chơi xấu. Không sao, ngày mai em còn tới tìm anh. Sở Tấn trào phúng. Cậu cho rằng tôi sẽ rơi vào bẫy của cậu cho cậu vào cửa nữa sao? Lại bắt đầu giằng co. Trang Hạng Học khóc lóc van nài mà nói. Anh Sở, dù thế nào, anh cũng phải cho em một lý do chứ. Không thì em sẽ không từ bỏ ý định. Sở Tấn thật sự hết cách, buông tay ra, cam tức nói. Bởi vì tôi sắp chết rồi, nguyên nhân này cậu hài lòng chưa? Trang Hạng Học ngơ ngác. Có ý gì? Sở Tấn lạnh mặt, hít sâu một hơi, âm thanh hạ thấp. Từng chữ rõ ràng, ngữ khí hờ hững như đang nói chuyện của người khác. Ý trên mặt chữ, tôi mắc bệnh nan y, bác sĩ nói tôi chỉ còn sống nửa năm. Trong phòng lập tức trở nên yên tĩnh. Một cơn gió thổi tới, bức rèm cửa vang động thành tiếng.
Trang hãng học ngốc ngốc, đứng yên thật lâu, cuối cùng lại nói, xin lỗi, có thể cút chưa? Sở Tấn khép lại hai mắt, hít sâu, cố nén lửa giận của mình. Không nên ép tôi nói ra, tôi ghét nhất người khác dùng loại ánh mắt này nhìn tôi. Trang hãng học tâm tình phức tạp, cuối cùng ngoan ngoãn đứng dậy rời đi. Đi tới cạnh cửa thì dừng lại. Em tìm bác sĩ cho anh, trị xong, anh lại quay về công ty. Sở Tấn thật sự không nhịn được nữa, cầm trái cây trên bàn mà chọi hắn. Cậu có phiền hay không hả? Trang hãng học chạy vội mà nói. Được, 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 em đi. Chọi thêm một quả táo tay, Sở Tấn dữ dằn mà mắng. Không được nói cho người khác biết đó. Trang hãng học nói thầm. Thật sự là không giống người sắp chết chút nào. Sở Tấn cảm thấy rất khó chịu, không gian cũ làm cho anh nghẹt thở, phong bế như quan tài. Anh không tiếp tục chờ nữa. Sở Tấn lên mạng đặt một phòng tổng thống trong khách sạn 5 sao. Ngày hôm sau đã xuất phát, sau đó bẻ gãy thẻ SIM, đổi số không ai biết. Sở Tấn buổi trưa đến khách sạn, anh muốn đi chơi, cũng không biết là nên đi đâu. Anh thành thật đứng đắn, sống hơn 20 mấy năm, chưa bao giờ phóng túng hưởng thụ, đi chơi cũng không biết. Sở Tấn ngẫm nghĩ, nói chung chỉ là tầm hoang mua vui, có gì mà khó chứ. Anh nghĩ tới nghĩ lui, tiếc nói lớn nhất từ lúc sinh ra đến bây giờ là chỉ sống như một linh mục, đến tuổi này vẫn còn là sử nam. Anh không muốn đến chết vẫn là một lão sử nam. Anh ở Hồng Trần thấy tục lăn lê bò lết nhiều năm như vậy, chưa từng làm, nhưng cũng đã gặp. Sở Tấn bấm một dãy số. Trước đây anh tới thành phố này nhận thức một người là kẻ bắt nói. Sở Tấn đặt hàng. Tôi muốn một sói ca, phải trẻ tuổi anh Tuấn, không quá 25 tuổi, công phu trên giường tốt, giá tiền không thành vấn đề. Đối phương lấy được tiền cọc nói, buổi tối hãy đến, anh ở phòng nào? Sở Tấn nói, 2509. Đèn rực rỡ sáng lên, một chiếc xe máy màu đen bạc như một tia chớp thật nhanh xuyên qua đường phố, cuối cùng dừng lại ở cửa quán bar. Một đôi chân dài rơi xuống đất, gạt chống xe, hắn lấy xuống mũ bảo hiểm, lộ ra gương mặt Tuấn Mỹ khỏi chê. Người giữ xe tiến lên, hắn ném chìa khóa xe cùng mũ bảo hiểm cho người nọ, để người nọ đi đầu xe, lạnh mặt tự mình bước vào. Hắn nhìn qua năm nay chừng 25 tuổi, người đàn ông mới vừa mất đi sự non nớt, không thành thục thái quá, còn mang theo hơi thở sạch sẽ của thiếu niên. Áo da, quần bò, giày thể thao, bao tay màu đen, quần áo nhìn tựa hồ phản nghịch, nhưng không có nhuộm tóc, cũng không bấm lỗ tai hay là đeo vòng cổ. Một người không hề cố tình che đậy, như con sói cô độc hoang dã khó thuần. Hắn đi vào quầy bar cầm chìa khóa phòng trước. 2506, tầng 25. Hắn không lên lầu, đi đến quán bar phụ cận uống rượu giải sầu trước, cảm thấy uống đủ mới trở về khách sạn. Tìm tới một gian phòng, không biết tại sao mở cửa không ra. Chất rượu làm cho đầu óc có chút không rõ ràng. Hắn gõ cửa. Có người mở cửa cho hắn. Một nam nhân đứng ở bên trong cửa. Nhìn thấy hắn, thật sự giống như hơi sốt sắng. Ra tay, kéo hắn vào. Tài Sợ Tấn có chút phát run. Đáy lòng chê cười sự lúng túng của mình. Trấn định xuống rồi nói. Vào đi. Đây là lần đầu tiên từ lúc sinh ra Sợ Tấn mua xuân. Trước đây anh thậm chí còn không có kinh nghiệm giao du với đàn ông. Sở Tấn sinh sống trong một gia đình giống như xã hội phong kiến. Cha mẹ đều thuộc tầng lớp trí thức, tương kính như tân. Anh chưa bao giờ thấy cha mẹ công khai biểu đạt yêu đương. Thầy cô dạy môn giáo dục giới tính trong trường học thì để cho bọn họ tự học. Sở Tấn làm người thanh cao, nam sinh cùng lớp tìm phim cho anh xem. Anh còn ghét bỏ người khác không đứng đắn, liều chết không coi. Cảm thấy nhìn sẽ làm bẩn đôi mắt của mình. Bây giờ suy nghĩ kỹ lại một chút, có lẽ chính là do gia đình ảnh hưởng, cho nên khi đó tuổi nhỏ chỉ tìm bừa một lý do. Ngày sau, Sở Tấn phát hiện xu hướng tính dục của mình không giống với những nam sinh khác, rất là xấu hổ và tự ti. Anh trước đây còn chán ghét vòng hỗn loạn ở trong giới. Anh chỉ muốn một tình yêu thuần khiết. Bây giờ, anh thật sự rất muốn cười nhạo lý lẽ mà bản thân đã từng biện hộ. Mạng, nếu không còn, giữ lại trinh tiết làm gì? Anh không duyên cớ chịu cái tiếng bóng già, lại còn công khai với trong nhà, nhưng kỳ thật còn chưa từng ngủ với đàn ông bao giờ, sao có thể tính là bóng chứ? Nói thì nói như thế thôi, có thể nước đã đến chân, Sở Tấn vẫn còn có chút không biết làm sao. Anh cảm thấy được chính mình như vậy rất là phóng đãng, rồi cảm thấy chính mình quá mềm yếu, quá ngu, chơi trai cũng không biết chơi. Sở Tấn đánh giá anh chàng đẹp trai này,
từ đầu đến chân đều phù hợp với khẩu vị của anh. Dáng người cao to, eo thon chân dài, vai rộng hông hẹp, mặt cũng rất dễ nhìn, mày rậm mắt to, sống mũi cao thẳng. Giữa chân mày cũng có một cổ khí chất kiệt cao ngạo bất kham, vừa lãnh vừa khốc, nhìn trong sáng sạch sẽ, chính là nhìn không quá giống trai gọi. Một chàng trai tốt như là thế, trên người không hề có dấu vết phong trần. Sở Tấn than thở đáy lòng, chẳng trách là đầu bảng nơi đây không quá giống những cậu trai trước đây anh từng gặp. Một buổi tối 15.000 cũng đáng. Anh chàng đẹp trai ngoan ngoãn bị anh nắm tay kéo tới bên giường. Sở Tấn muốn đẩy hắn ngã lên trên giường, nhưng anh rụt rè nhiều năm như vậy, lập tức cũng không buông ra, nhẹ giọng hỏi: "Tắm rửa trước." Anh chàng đẹp trai sửng sốt một hồi, như là ý thức được cái gì, xoay tay một cái, êm ái tránh ra trói buộc của anh. Ngón tay thon dài nắm chặt ngón tay của anh, vuốt ve lòng bàn tay của anh. Anh chàng đẹp trai đến gần nửa bước, cơ hồ dán vào anh, mùi thơm cùng mùi rượu nhàn nhạt trên người hòa lẫn vào nhau. Vừa ngửi, thấy đã biết là hơi thở tuổi trẻ phả vào mặt. Sở Tấn không tự chủ mà đỏ mặt lên. Sở Tấn nhìn thấy con ngươi màu hổ phách của hắn hơi sáng lên. Anh chàng đẹp trai cúi đầu. Sở Tấn cho là mình sắp bị hôn, đỏ mặt để mình đừng né tránh. Đôi môi anh chàng đẹp trai chạm vào gò má của anh, nhưng chưa hôn anh, ghé vào lỗ tai anh khe khẽ cười nói: "Được, tôi tắm trước." Anh chàng đẹp trai như là gặp được chuyện gì đó chơi rất là vui, tinh thần suy sụp lúc trước trở nên đầy sức sống. Sở Tấn không biết hắn đang cười cái gì, chỉ biết hắn thật sự có anh Tuấn, sắc đẹp quá mê người, khiến hai gò má nóng lên, miệng khô lưỡi khô. Anh chàng đẹp trai nắm giữ quyền chủ động, kéo anh cùng vào buồng tắm. Sở Tấn không biết làm sao. "Làm cái gì?" Anh chàng đẹp trai mở vòi sen trong buồng tắm rồi buông tay. Hắn đứng ở bên cạnh, lô lót cởi quần áo, lộ ra vóc người tinh xảo cường tráng. "Để em nhìn dáng người ta một chút, xem có tốt không, có hài lòng hay không." Còn tặng kèm màn biểu diễn cởi quần áo, Sở Tấn tim đập như là trống bổi. Anh vẫn luôn duy trì cứng nhắc, thật sự không dám nhìn. Nhưng dù sao cũng đã mua rồi, thế nào cũng phải tiêu tốn tiền một cách có giá trị chứ. Nhìn nhiều vài lần một chút mới xứng với giá cao của hắn. Không phải như vậy hay sao? Thằng nhóc này, dáng người còn đáng nhìn hơn, không hề có sẹo lồi, vai dày rộng, cánh tay to lớn, tám khối cơ bụng chỉnh tề rắn chắc. Sở Tấn một bên phỉ nhổ chính mình, một bên nhìn chằm chằm không chớp mắt. Anh chàng đẹp trai cởi dây đeo, quần bò lỏng lẻo ở trên eo nhỏ, muốn rơi xuống. Hắn hỏi: "Muốn nhìn tôi tiếp tục cởi sao?" Hầu kết của Sở Tấn trượt xuống, nuốt nước miếng. "Muốn." Anh chàng đẹp trai chợt đưa tay ra kéo Sở Tấn qua, đẩy tới dưới vòi sen. Sở Tấn bị đẩy một cái, tức thì bị ướt. Áo sơ mi bị nước xối lên trong suốt. Mắt kính của anh bị nước làm cho ướt nhẹp. Anh chàng đẹp trai gỡ kính mắt của anh xuống, chuẩn sáng ném vào bồn rửa mặt. Tóc tai mặt mày của Sở Tấn đều bị ướt. Anh mất đi mắt kính, trở nên mờ mịt, lông mi mang theo giọt nước. Anh chàng đẹp trai vén ra tóc mái của anh, làm lộ ra cả gương mặt, sung lên, chuyên chú nhìn anh, ôn nhu nói: "Em không mang kính mắt, rất là dễ nhìn." Sở Tấn cảm thấy được chính mình thật sự không có tiền đồ, rõ ràng là khách, tuổi tác còn lớn hơn so với người ta, còn bị cậu trai tuổi trẻ này nắm mũi dắt đi. Chà chà, nhân sĩ chuyên nghiệp quả là lợi hại. Anh có chút thẹn quá hóa giận nói: "Cậu thật là biết cách làm người khác hãnh diện." Anh chàng đẹp trai nắm lấy bàn tay của anh nói: "Tôi thấy em đang muốn biết tôi có đáng hãnh diện hay không, muốn biết thì tự mình đến xem." Tối nay vừa sung sướng vừa hỗn loạn, Sở Tấn cũng không nhớ rõ cuối cùng bọn họ làm mấy lần. Anh mệt đến ngủ say sưa. Sở Tấn không biết sau khi anh ngủ có người đến gõ cửa. Anh chàng đẹp trai đứng dậy mặc quần áo tắm bước ra cửa. Hắn ngược lại đã tỉnh rượu. Khi hắn nhìn thấy một nam nhân đứng ở cửa, mắt co lại số phòng 2509, là hắn đi nhầm cửa. Đối phương nhìn hắn, động lòng hỏi: Ngài là Sở tiên sinh sao?" Hắn đánh giá người đàn ông xa lạ này, đưa thẻ phòng 2506 cho gã, hờ hững nói: "Cậu nghĩ sai rồi, cậu đến căn phòng này ở một buổi tối đi, sẽ có người trả tiền cho cậu." Hắn trở về phòng. Sở Tấn còn đang ngủ,
một bên tóc mai đều là giọt mồ hôi tinh tế, kề cận mấy sợi tóc. Hắn nhẹ nhàng lên giường, ôm Sở Tấn vào trong lồng ngực, không bao lâu cũng ngủ say. Đã cực kỳ lâu rồi, hắn không thể an tâm mà ngủ như vậy. Sáng ngày thứ hai, Sở Tấn là người tỉnh lại đầu tiên, anh còn tưởng rằng cậu trai kia đã rời đi rồi. Không nghĩ tới còn đang ôm anh ngủ cả một đêm. Anh chưa bao giờ tỉnh lại trong một khuôn ngực ấm áp, thậm chí còn có một chút cảm động, cũng không làm ồn đối phương. Anh chàng đẹp trai sau đó mới tỉnh, nhìn anh bằng đôi mắt buồn ngủ mông lung, mơ mơ màng màng sờ sờ đầu của Sở Tấn, còn hôn lên trán anh một chút. Sở Tấn đỏ mặt, tối hôm qua điên cuồng như vậy, ngày hôm nay lại ôn nhu như vậy, sẽ có thể làm cho người ta mê luyến đó. Chẳng trách cậu trai này là đầu bảng, không riêng gì mặt đẹp, dốc người cũng đẹp. Sở Tấn nét mặt già nua đỏ bừng hỏi hắn, ta vẫn chưa có hỏi qua tên của cậu. Anh chàng đẹp trai dùng ánh mắt, em cuối cùng cũng nhớ để hỏi nhìn anh, mang theo vài phần ý cười mà nói, ta họ Lận, tên là Diễm Trần, Diễm trong pháo lửa, Trần trong bụi trần, Lận Diễm Trần. Lận Diễm Trần sao? Giả như nhẹ như bụi trần, không phải sẽ cháy thành tro tàn sao? Có người tên như thế sao? Hẳn là tên giả rồi, Sở Tấn nghĩ. Vì vậy Sở Tấn nói, ta họ Sở, tên là Sở Tấn, nghĩa là sức mạnh của nước lũ. Sở Tấn ở trong lồng ngực của hắn ngửa mặt lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ gò má của hắn. Cậu tối qua làm thật tốt, tôi rất thích cậu. Lần Diễm Trần còn chưa từng bị người dùng thái độ như vậy mà vỗ mặt, ngơ ngác, mi tâm hơi nhíu. Nói xong, Sở Tấn bỗng nhiên từ trong lồng ngực hắn chui ra. Lần Diễm Trần theo bản năng đưa tay bắt anh lại, vội vàng hỏi, em đi đâu? Sở Tấn nói, tôi không đi đâu, cậu chờ tôi một chút. Lần Diễm Trần chần chờ buông tay. Anh nhặt chiếc áo thun của Lận Diễm Trần ở trên mặt đất khoác lên người, có chút rộng, chỉ vừa che lại cái mông. Anh đi mở tủ, lấy ra một cái túi, trở lại bên giường. Lận Diễm Trần đã ngồi dậy, Sở Tấn đứng ở cuối giường, mở túi ra, đổ toàn bộ tiền mặt ở bên trong ra, vô cùng rộng rãi mà nói. Chỗ này có 30 vạn là tất cả tiền ở trên người của tôi mua cậu một tháng, như thế nào, đủ hay không? Lần Diễm Trần ngẩn người, nở nụ cười xuất phát từ nội tâm, hỏi hắn, mua tôi sao? Em yêu thích tôi đến như vậy sao? Mua tôi, còn người của tôi? Sở Tấn hỏi ngược lại, trong căn phòng này còn có người thứ ba sao? Trừ cậu ra thì còn có ai? Lần Diễm Trần dùng ánh mắt nóng cháy sâu sắc nhìn anh, không quản tiền trên giường, lôi Sở Tấn một cái, kéo người đến trên giường, lăn lộn một vòng, đặt dưới thân, hôn môi. Sở Tấn, Sở Tấn, tên của em thật là dễ nghe. Hắn cười nói, tôi cảm thấy không chừng tôi đã nhất kiến chung tình với em rồi. Sở Tấn không tin, nhưng vẫn cảm thấy mặt có chút nóng lên. Anh cảm thấy được anh và chó săn nhỏ này chính là một đôi cẩu nam nam, thân thể ngược lại rất phù hợp. Cũng có thể là anh chưa từng ngủ qua với đàn ông nào khác, cho nên không có cách nào so sánh được. Anh giơ cánh tay lên, ôm cổ của Lận Diễm Trần, nói thầm, cậu với người nào cũng miệng lưỡi trơn tru như vậy sao? Dục vọng khiến người tử vong, trước đó nó còn khiến người điên cuồng. Sở Tấn cảm thấy chính mình phải điên cuồng trước mới cam tâm tình nguyện chết đi. Anh rửa mặt thay quần áo, thấy trong gương phản chiếu hình ảnh của mình, tươi cười rạng rỡ. Rõ ràng là người sắp chết, lại giống như là giành được cuộc sống mới. Tối hôm qua, thật là cực lạc nhân gian. Trong cuộc đời Sở Tấn từng đi ngang qua nhiều người như vậy, nhưng chưa từng gặp được cậu trai nào đáng yêu như Tiểu Lận, rất thích hợp làm tình nhân, tuổi trẻ anh Tuấn, dí dỏm hài hước. Hơn nữa, khi hắn nói chuyện còn khiến người khác cảm thấy rất vui sướng.